rồi từ đó mở hàng giao hoa bốn mươi lăm mà giá đêm hòn một lòng chẳng thôi không hòn những điều lợi ích hành còn lâu năm cả tam giới thừa âm khổ thật tám mưa bởi nhân cơ tích rõ ràng hình ngài thuyết pháp mọi hàng tự đi chúng sanh ngồi tâm chôn đi tối kê cầu đặng khi đi về hoàn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Chúng ta tôn đức tham gia đang diễn diện đạo đạo tràng sơ được vị tu sĩ đưa toàn để các vị tu sĩ đại chúng. Chúng tôi có cái nhân duyên có mặt chiều nay ở sơn theo cái lời dạy của các vị tu sĩ rồi lo về nhà ghé chùa xưa là chùa cũ. Chúng ta con sáng nay ở pháp hội chủ đức chúng tôi đã thuyết về cái đề tài chánh niệm và tỉnh giác, chánh niệm trong cái phút sáu căn tiếp xúc với sáu trần và tỉnh giác thì chúng tôi giải thích về bốn pháp tỉnh giác của thiền quán vipassana. Ở cái pháp hội chiều nay chúng sơn chắc chắn là chúng ta sẽ nhắc lại đó, cho nên chúng tôi quyết định ngay sau khi ngồi trên xe từ thành Phật tử đưa đi một vòng chùa, nhìn thấy các vị có chúng tôi băn khoăn về khi đề tài pháp hỏi sẽ có nên chuyện này tại đây và cuối cùng quyết định không ra. Chúng tôi nhận thấy mình đây là những thiên tài hay là người thôi, hiện tại cái người cũng có cái gì có cả lời biết và may mắn chúng tôi đi ngang bé sợ đi ngang một ngang hết chúng tôi có kiến đề tài chúng tôi rất là mong đó là cái việc thực phẩm hay là kim phẩm giờ đây chúng nếu bà con ở đây chiều nay đêm nay khuya nay hoặc là ngày mai trở lại tâm y phục kinh các vị sẽ thấy rằng có một điều hết sức thú vị thì cái bài kinh đầu tiên của mỗi bộ Nikaya đều có một nội dung được xem là sâu nhất. Ví dụ như kinh Diwa Nikaya là từ bộ thì cái bài đầu tiên là sản phẩm nói về 62 quan niệm suy kiến của chúng sinh trong đời. Khi Phật thuyết kinh này, 1000 vũ trụ được tu tập. Trường hợp thứ hai là bài kinh đầu tiên của Phật thuyết kinh, đó là bài kinh Unamriya xuất phát ở trên các bản pháp môn. Ở bài kinh này, Đức Tôn nói đến 21 cái quan điểm vững chắc của Phật tu nhằm giúp đỡ hỗ trợ cho 21 hỗ trợ cho 500 vị tỳ kheo xuất thân và ba môn tinh thông tâm bệ đà có một kiêu ngạo có chịu lắng nghe chánh pháp và ở cái bài ở cái bộ Sanyutta Nikaya là tương phụ kinh thì cái bài kinh đầu tiên chính là bài kinh từ phục lưu và những bài kinh này cực kỳ sâu thẳm. Nếu ai từng theo dõi các giảng kinh đại online của chúng tôi thì sẽ có dịp nghe lại bài kinh đó. Và tiếp theo đó là tập di tục kinh. Cái bài kinh đầu tiên chỉ có một dòng thôi
nên các bản địa phục, cho nên con ông cai chiến đều sống còn nhờ vào các thực phẩm. Bài tên chiến một câu như phân liên của chúng tôi không gì hơn. Chứ bởi vì đâu chúng tôi nói rằng bài tên đó được xem là cái quan trọng bậc nhất. Bởi vì thế này, cái chuyện thực phẩm ấy, ở trong cái phân liên nó là A-ha đấy. Nó từ cái gốc của động từ là A-ha, A-ha tiếp, nghĩa là mang lại. Thì cái A-ha đó nó có cái nghĩa đen và nghĩa bóng là cái gì mà nó mang lại sự sống cho thế giới thì đó là thực phẩm. Cái gì nó mang lại nguồn sinh lực, cái gì nó tạo nên cái khả năng hoạt động cho toàn thế giới thì đó là thực phẩm. Dù về tinh thần hay vật chất, nói như vậy có nghĩa là cái chuyện thực phẩm nó là thực phẩm rất là rộng, bao gồm tất cả những gì nuôi dưỡng thể xác và tâm và tâm linh của chúng ta. Đặc biệt tôi cũng dẫn chiều nay thì cái thứ sơ tôi sẽ nói nhiều về bộ thứ thực phẩm từ thứ phẩm nhắc đến đầu tiên. Đó là thực phẩm thứ nhất, nó chính là toàn thân. Thưa quý vị, chúng tôi đang nhận một điều, không có một cái động vật nào trên toàn cái hành tinh này là phải sống còn không nhờ vào các cái nguồn yếu tố. Trong đó có hơn 7 tỷ nhân loại, cho dù chúng ta là một đứa bé trong bụng mẹ hay là một ông cụ 90 tuổi đang ở trong tình trạng hôn mê thực phẩm, hôn mê sâu, thì do một đứa bé trong bụng mẹ hay là ông cụ 90 tuổi đang sống bằng những sức khỏe nó lai thọt thì tất cả đều phải nhờ vào cái nguồn yếu tố đưa vào từ bên ngoài. Và tất cả chúng ta ngồi ở đây chắc chắn phải đồng ý với chúng tôi một điều, đó là tùy thuộc vào cái môi trường sinh trưởng, môi trường có mặt của chúng ta đang là ở đâu, mà chúng ta có một cái nguồn thực phẩm thường xuyên không giống nhau. Người miền Tây Việt Nam hơi một chút khác so với người Sài Gòn, người Sài Gòn hơi một chút khác so với người miền Trung, miền Bắc. Người Việt Nam trong nước và ngoài nước, rồi thì người Mỹ, người Nhật, người Ý, người Pháp, người Do Thái, người Bồ Đào Nha, mỗi dân tộc có một kiểu ăn uống sinh hoạt, nhà ở khác nhau. Và có một chuyện ta bắt buộc phải đồng ý với nhau, đó là cái khí hậu, thời tiết, điều kiện thổ địa, điều kiện thiên nhiên ở mỗi vùng nó có một tác động nhất định lên cây cỏ và các loài thực vật, động vật ở mỗi địa phương. Và chính cái sự khác biệt này nó tạo nên những cái nguồn dinh dưỡng không giống nhau. Từ cái chuyện cái nguồn dinh dưỡng không giống nhau cho nên cái cơ cấu sinh học ở mỗi dân tộc có những điểm khác. Chẳng hạn chúng ta biết rằng trên đại hè cái trong cái ứng trên đặc biệt nhất thế giới, khi mà họ có một cái tuyến biểu bì là cái lớp da ngoài không có giống cây tầm ở thế giới đó, cho nên người đại hè cái cách họ chảy mồ hôi ít hơn người khác. Người đại hè thích ăn kim chi, thích ăn đồ nước và hải sản. Người Nhật thích ăn cá sông. Người Việt Nam thì ba miền mỗi ăn khác nhau. Từ đó, từ thức ăn nó tác động lên thể trạng, tôi nói chậm nha, từ thức ăn nó tác động lên thể trạng, từ thể trạng nó tác động lên não trạng, và não trạng nó tác động lên tâm trạng. Cho nên cái cách nghĩ, cái cách suy tư và lối sống, cái cách hành xử thường nhật của cái người dân xứ Đông nó không giống người dân xứ Lập. Người dân Bắc Âu không giống người Đông Âu, người Đông Âu không giống người Nam Âu, Trung Âu. Người Châu Á với nhau, người Trung Á không giống người Tiểu Á, người Tiểu Á không giống người Nam Á, người Nam Á không giống người Đông Nam Á. Là vì đâu? Là bởi vì khí hậu và các nguồn dinh dưỡng trong đời sống không giống nhau nha. Cho nên chuyện đầu tiên Đức Phật ngày ngày nhắc đến một cái thứ thực phẩm rất là dễ hiểu, đó là đoàn thịt. Đối với một hành giả tu tập tứ niệm xứ, dầu tăng viên hay là cư sĩ, dĩ nhiên chúng ta chỉ cần đến một cái nguồn thực phẩm đơn giản nhất như là có thể nha. Chúng ta có những cái thức ăn ngon, nhưng có một điều là trong những cái điều kiện hỗ trợ cho chánh niệm, cho công phu tu tập thiền quán, đó chính là thực phẩm thích hợp.
Nếu thực phẩm không thích hợp thì chắc chắn cơ thể của chúng ta có vấn đề. Tôi nói rồi, thể trạng có vấn đề, tâm trạng và não trạng cũng có vấn đề. Cho nên chuyện đầu tiên đó là tùy thuộc vào nhiều cái bối cảnh khách quan, chủ quan, nội và ngoại mà chúng ta có một cái nguồn thực phẩm khác nhau, và từ đó chúng ta cũng có một cái sức khỏe không giống nhau. Ở đây hành giả tu từ đằng thứ không phải là vấn đề ngon hay dở, mà là chỉ nhắm đến cái nguồn thực phẩm nào thích hợp cho mình. Người Việt Nam khác người Âu Mỹ thì đó là người Âu Mỹ họ xem cơ thể của họ giống như cái công thức cái gốc cây, cần tưới nước thì tưới nước, cần phân thì dùng phân, còn người bình thường khác dễ có tiền cái gốc gì bổ thì dọn vô. Các vị ý có phải vậy không? Ngày nào nghèo thì gọi là rau luộc nước tương, khi có tiền rồi thì yến xào cứ dặn vô được tiền nào mà biết nào thì thôi. Phật pháp cũng vậy, thì cái não đầy của người Việt Nam là muốn học nhiều học giỏi mình quên là cái khả năng tiêu hóa lên đâu rất là quan trọng. Cái chuyện thứ hai, cái thứ tư thứ hai đó là xúc, đây là cái đài chúng tôi đặc biệt rất là quan tâm xúc đầy. Có rất là nhiều người có ăn thì đầy hay không có ăn thì đầy cứ nghe đến xúc là họ mò đến cái bên này là phát sản còn lại có bên tiếng Anh là như là thật chí thật chí là chào. Nhưng mà thật ra các tiền xuất ở trong các tiền đàm nó không phải là thật chí mà nó là gathering. Gathering có nghĩa là tập hợp căn cảm thức nó gồm khối lượng với nhau nó xuất các chị luôn. Chứ chỉ xuất đây phải là chào, xuất đây là sự tập hợp hợp mặt của nhiều thứ rời rạc thì gọi là xúc. Tôi biết có nhiều vị Phật tử ngồi ở đây rất là khó chịu, rất là ngạc nhiên khi nghe chúng tôi nói rằng toàn bộ vũ trụ này chỉ nằm trên tiền xúc mà thôi. Đó là từ trong bụng mẹ cho đến lúc vào quan tài, từ đầu ngày cho đến đêm, chúng ta có sáu căn. Chúng ta, đời sống của chúng ta chỉ là a u các khi làm tất cả khó tìm nhé. Tôi nói có tiền không? Tôi xin lỗi cả. Tôi tưởng tôi hai ngày tôi sẽ cãi. Tôi nhắc lại, từ ở trong bụng mẹ cho đến 90 tuổi nha, nam phụ lão công, rồi thì từ lúc đầu ngày cho đến lúc chúng ta đi vào giải thủ tập tiên, sáu căn của chúng ta không bao giờ ngừng làm việc trong kiếp tập dạy. Con chim, con cá, con trồ, con cáo, con rắn, con rít là tập khi nhốt nó vào chỗ thì cứ mà có điều kiện thì con chim lập tức nó bay về trời, con cá lập tức nó đi về nước, cho cá thì về hang, ra rít thì tìm về đất để hang nó cũng về. Sáu căn của chúng ta luôn luôn trong tình trạng làm việc khẩn trương, làm việc rất là thôi. Ví dụ như các vị nói với chúng tôi rằng các vị đang nghe pháp, nhưng mà phải nhận rằng lỗ tai quý vị luôn luôn trong tình trạng nghe thêm những gì mà ngoài lời chúng tôi nói với quý vị xong. Các vị nói với chúng tôi rằng quý vị đang nghe pháp, nhưng mà các mắt có bị sẵn sàng vào việc rốt ra cái gì nhìn được nó nhìn nó đảo nó lường nó biết hay không biết kể. Các vị nói với chúng tôi rằng quý vị đang dùng lỗ tai để nghe pháp, nhưng tại sao lỗ mũi của quý vị đang phân biệt được rõ cái nào là cha nghe, cái nào là quý chi, cái nào là xa xì, cái nào là các vị nói với tôi rằng các vị đang còn nghe thôi, nhưng mà các vị rất kịp thời để mà ghi nhận những cái hứa, những cái số, những cái nông, những cái lợi. Các vị nói rằng các vị đang còn nghe pháp, nhưng mà cái đầu các vị lo nghĩ đến những gì các vị đang nghe chúng tôi nói, nó chỉ là một phần của sự hiện hữu. Trên khi đó cái đầu các vị vẫn không ngừng làm việc nghĩ đến những cái nằm ngoài thời gian của chúng tôi. Nói như vậy có nghĩa rằng là từ sáng cho đến tối
sáu căn của chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng làm việc khẩn trương nhất như có thể. Mà sáu căn là gì? Sáu căn tức là cái sáu căn không phải chơi chơi như là mắt tay của lưỡi mà nó làm được việc, mà nó phải có mắt, có cái để nhìn và có cái biết của mắt, căn cảm thức cộng lại là cái gọi là quan tâm thấy hay là nhìn. Hôm nay thì con làm một chuyện rất là ngắn, rất là nhỏ về học thì là thôi. Ai đó có học trước cái chuyện thì là cũng thấy rằng là mở cái biểu đồ học thì làm lên mình thấy bên tay trái là tròn hàm quan tâm, bên tay phải bên trên gồm có 52 tâm sở tức là thuộc tính của tâm, và bên dưới là năng tâm sở pháp tức là bốn đại với 24 sắc pháp liên kề. Nhưng mà nó bị mất ngàn nhiên không? Khi mà chúng ta không giáo lý lại là đề đào nói là nguyên một nửa bản thân chỉ thẳng 100 căn ngón tâm gồm lại chỉ có một thôi quý vị, đó là me nô miệng. Tôi nhắc lại thêm, học A Tỳ Đàm sơ cơ thì mình sẽ chấp vào một số 121 hoặc là 89. Nói đến tâm pháp mình thấy rằng đó là tâm 121 hoặc 89 cộng với tâm nghi nè. Nhưng mà ở cách nói bóng rắn thì toàn bộ 121 tâm nó chỉ là một, tức là cái biết. Sở dĩ đó gọi là tâm phàm, tâm thánh, tâm thiện, tâm ác là vì dựa vào ba cái tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, cái biết đơn giản đó, cái đèn vô biên tôi nhắc lại 121 đó, nó gồm là chỉ bằng số 1. Số 1 cái nghĩ cho được đèn vô biên, tức là cái biết đơn giản. Cái biết đó tự thân nó không phải là phàm, không phải là thánh, không phải là thiện, không phải là ác, không phải là tham sân si, mà nó chỉ là biết đơn giản thôi. Có một chiều sở dĩ mà nó được gọi là tâm này tâm kia là bởi vì đe ngô men tức là cái biết đơn giản cộng với một lô tâm sở mình nghĩ gọi là mental factors, tức là tâm sở tức là cái thành tố hay là cái điều kiện tâm lý đi kèm với cái đe ngô men đó. Thì biết điều này rất là khô, nhưng mà vì tôi nghĩ đến hai đối tượng, một là những ai có học A Tỳ Đàm đang ngồi ở đây, hai là những người nghe lại ban giảng chiều nay đây, thế là tôi tập cách ra đáp một vấn đề hơi chuyên một tí nha. Toàn bộ ngôn ngữ chúng ta dù là tổng thống, thủ tướng, giáo hoàng hay ngài thì của chúng ta thì đời sống tâm lý mình chỉ là cái biết cộng với tâm sở ý vậy thôi. Nhưng mà sẽ chỉ được gọi là tâm thiện tâm ác thì như tôi vừa giới thiệu nó dựa vào ba điều kiện một. Cái kè nội quy đó, cái biết đơn giản đó nó cộng với tâm sở nào? Thứ hai, tụi nó cộng lại với nhau mà để nó biết cạnh gì? Ba, cái tâm đó nó dựa vào cái cạnh nào trong sáu cạnh? Ví dụ như cái biết mà nó dựa vào cái thần kinh thị giác để biết cạnh sắc, ta gọi đó là tâm. Tâm nhạc thích, cái biết mà nó dựa vào thần kinh thính giác để nó biết cái cảnh âm thanh thì ta gọi là tâm nhị thích, là bằng hoặc là tứ thích. Và cái đang nói đến một cái phẩm thứ hai đó là xúc thực. Trước khi nói vào cái xúc thực, tôi phải đi một phần lớn để quay về cái đề chính là xúc thực. Xúc thực là sao? Toàn bộ đời sống của chúng ta vui buồn gian hèn quý tiện đều đơn giản là những cái giây phút tiếp nối nhau của sáu căn trong cái sáu tầng cái khác nối nhau mà nó tồn tại. Tôi nói cái này chỉ bị một sắc nữa. Bất cứ cái gì nó chỉ được gọi là cảnh sắc khi mà nó được một đặc biệt. Tôi hỏi quý vị nhé, cái tờ giấy này là cảnh gì trong sáu tầng? Tôi thấy mặt mở và tạo một việc được có áo vàng, tôi nói áo vàng. Tôi hỏi cô tôi nói áo vàng, tôi hỏi cái miếng giấy này là cảnh gì của nó, là cảnh sắc của nó không? Tôi xin nói rõ, tôi bỏ ra, tôi hỏi. Cái này nó chỉ được gọi là cảnh sắc khi nào được mắt biết, bây giờ nó là cảnh gì? Nó là cảnh tích. Cảnh kiến.
Nếu tôi biết nó cần lưỡi thì nó là cần. Nếu tôi biết nó cần xúc giác thì nó là cần. Nếu tôi biết nó cần sự suy tư, đó là cảnh pháp, cái chuyện kia. Như vậy thì cái khác cảnh nó có phải là sáu tà không? Yes, ok. Mặt trời cũng vậy. Mặt trời xa chúng ta lắm, nhưng mặt trời là trời nào cũng sáu trời. Thứ nhất, mình thấy được mặt trời không? Mình có thể nhìn thấy được không? Như vậy thì mặt trời là cảnh sắc. Rồi tiếp theo, chúng ta thấy nghe được gì từ mặt trời không? Không. Chúng ta thấy ngửi nếm sợ trời không? Không. Nhưng mà chúng ta thấy suy nghĩ mặt trời không? Được. Như vậy thì mặt trời nó không phải là sáu tầng, nó chỉ là hai tầng, nó là thực tế là cảnh sắc và cảnh pháp. Nghe hiểu chưa? Đấy. Như vậy thì cái gì đó chỉ được gọi là cảnh xúc khi mà nó là đối tượng của xúc giác. Cái gì đó nó chỉ được gọi là cảnh thân khi nó là đối tượng của thính giác. Cái gì đó chỉ được gọi là mùi hay là cảnh khí khi nó là đối tượng của khứu giác. Còn cái gì đó không thể được nhận biết bằng sáu căn vật chất mà chỉ có thể nhận biết được bằng cái ý thức, cái giác quan thứ sáu thì ta đè gọi nó là cảnh pháp. Yes. Như vậy thì cái thức ăn thứ hai của chúng sinh trong đời là xúc thực. Xúc thực ở đây nghĩa là sao? Không có một phút giây nào mà sáu trần sáu căn nó không gạo lọc việc trong cái thực tập của chúng ta. Tôi hỏi các vị một lần nữa, khi các vị ăn cơm có gạo sáu căn lọc việc không? Khi các vị nghe nhạc xem phim, khi các vị đến câu cá sắc bắn, khi các vị đi massage, các vị đi đánh góp, các vị bên đội, các vị chạy bộ, có phải là sáu căn lọc việc không? Dạ. Yeah. Nói như vậy có nghĩa là từng giây phút hiện tượng chúng ta từ từng cái mặt cách làm việc của sáu căn đối với sáu trần, và cái sự gặp gỡ giữa căn trần và thức được gọi là xúc. Nói về chuyện thích tầm quan trọng của sự có thể ghê lắm. Các vị nói với tôi là các vị đang ngồi thiền, thực ra lúc đó là sáu căn đang làm việc đó. Các vị nói với tôi là các vị đang đánh bài, các vị đang nhậu nhẹt, các vị đang ngồi thiền, các vị đang tụng kinh, các vị đang ngồi luận đạo, các vị đang ngồi làm việc gì đó trong bếp, ngoài vườn, tất cả những hoạt động đó chỉ là những giây phút, những khoảnh khắc mà sáu căn làm việc thôi nha. Và cái giây phút đó chính là cái giây phút mà căn trần thức gặp nhau, để đó chính là xúc, chứ còn cái gì nữa. Vấn đề nó nằm ở chỗ này. Nếu có một ngày mà quý vị nói với tôi rằng tu học là một quá trình, là một quá trình tu tập với một kỹ thuật của tôi không? Tôi nghĩ không có sai. Nếu các vị đã tu hành là làm theo giới định tuệ, tu hành là theo pháp tánh đạo, tu hành là tham theo ba phải tập đỡ bồ đề. Nhưng nếu một cái vị nghe có cái vị đã tu hành tức là đủ thời gian tập để có kiểm xúc không sai. Tôi ví dụ ngày xưa chỉ biết đạo, chúng ta chỉ biết làm theo cái nhìn hình thức, lúc đó là buông trôi thả bỏ sáu căn. Bây giờ biết đạo rồi, không chạy theo cái thích mà chỉ quan tâm đến cái cần. Có phân biệt được cái thích và cái cần không? Ai thích đi shopping thì biết thì thích đi cần. Hầu hết không còn là cái thích không? Cho nên hồi xưa khi biết đạo thì mình để sáu căn của mình nó chạy theo sáu căn. Mà mình thích biết đạo rồi thì chỉ dùng sáu căn để làm việc với những cái tài nào cần thiết mà thôi. Tu một thời gian nữa thì chỉ để sáu căn biết thì sáu tài nào mà tối cần. Cái việc làm việc chỉ cần thiết mà tối cần thôi. Cần thiết nó bao gồm những thứ không có cũng được, nhưng mà tối cần là chỉ gồm những thứ không có chết liền. Cho nên nói là tu là một quá trình làm việc với sáu xúc không hề sai. Buổi đầu lấy sáu trần mà mình thích là cái đối tượng chủ yếu để mà theo đuổi, để mà trốn chạy, trốn khổ niềm vui, nỗi khổ niềm đau chúng ta lúc bây giờ có còn không được nó sẽ được cái hết. Nhưng rồi có một ngày ta biết đạo, ta hiểu được nhiều hơn thì chúng ta thấy rằng là chạy theo cái mình thích, trốn chạy cái mình ghét và cả một cái sự ngu xuẩn và ngỡ ngàng. Vì sao? Vì chạy theo cái mình thích mà không được rồi là khổ. Có lòng trốn chạy cái mình ghét mà không được rồi là cái khổ.
nó ở thời khắc vừa qua thì viên nó xảy ra ở Biên Hòa rồi. Nhưng mà thiền không thiền sư gõ khách để kết thúc vào viện mong mà không thấy thầy gõ khổ ngồi không có gió mà nhanh cho mát chờ hoài cũng thấy gió đó khổ mong cái cơ cao cầu tối ở linh tịnh sốt qua đi nhưng mà nó liền không chịu qua khổ mà kỳ lắm quý vị. Cái gì mình càng trông nó đến thì nó sẽ lâu đến và nó rất là mau đi. Mà cái gì mình có lòng tốt chạy đó thì nó thường mau đến và nó rất là lâu đi. Theo tình tình phụ, phụ tình tình theo công thức này không hề sao, đối với thủ giả. Rồi, kỳ cũng vậy các quý vị nha. Cho nên, xuất, xuất thật nó chính là một cách nói của Phật về cái bản chất thế giới. Ngài nói rằng, các con có lòng học thiên, các con có lòng con ông khen thiên, thì toàn bộ đời sống các con chỉ là một tuổi dài của những giây phút của những phần khác mà khó khăn nó vào việc với sao trời thôi. Và chính vì cái sự tiếp xúc đó nó làm nên cái được gọi là đời sống của các con đây chính được gọi là xuất thực. Có nhiều người hiểu lầm mà hiểu xuất ở đây có nghĩa là sự sẻ chào, có người hiểu họ hiểu lầm xuất ở đây có nghĩa là cái sự gặp gỡ đơn giản trong ngoài đời, nhưng mà thật ra cái chữ xuất ở đây nó bao gồm cả cái khía cạnh chân đế và thực đế. Khía cạnh chân đế đó là sự gặp gỡ giữa căn và xuất trong trường hợp xóa căn và bị sao tầng, nhưng mà cái tỷ suất đây thì nó theo thực tế còn bao gồm cả trường hợp những người nào đã thường gặp, những sách báo nào đã thường đọc, những nơi chỗ nào đã thường lui tới, những đề tài suy tư nào mà thường trở thành thao thức, tất cả những cái đó cũng nằm trong cái điều khoản gọi là xuất thực. Vì cái chuyện đó, ví dụ như bây giờ đã tin vào đường thuốc sơ, mình đi khắp nơi mình thấy thiền viện có quá nhiều thiền thất, có quá nhiều phật cảnh đẹp thì có đẹp, nhưng mà quý vị phải đánh chắc với tôi là ai nhìn những cái góc thiền, nhìn những phật cảnh đó có cùng một suy nghĩ mà không đạt được nhau hay không? Chắc chắn phải không? Là vì sao? Vì cái nền tảng đạo tâm của chúng ta không giống nhau, nền tảng tiềm thức của chúng ta không giống nhau, nền tảng trí tuệ của chúng ta không giống nhau, tức là nền tảng tốt duyên của chúng ta không giống nhau, cho nên nền tảng khác biệt tập. Thì những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta cảm tưởng trong thì biển sơ thể chắc chắn không giống nhau. Cho nên một hành giả tứ niệm xứ phải thường xuyên tâm niệm rằng những gì được sáu thức biết thì nó chỉ là sáu trần, những gì biết được sáu trần thì nó chỉ là sáu thức, thì nó chỉ là những cái bộ phận lắp ráp để làm nên cái gọi đời sống của chúng sinh. Chỉ vậy thôi, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Buổi đầu chúng ta biết được điều này qua kinh sách, qua những gì chúng ta đọc, chúng ta nghe, qua những gì chúng ta suy nghĩ và lý luận, nhưng rồi thì qua qua ngày dài khắc rồi, qua cái kinh nghiệm của hành giả sống cỏ sát va chạm với kinh nghiệm chánh niệm, chúng ta sẽ tự có nhận ra rằng đúng như vậy. Vạn thứ ở đời chỉ gói gọn trong ba số sáu, sáu căn, sáu trần và sáu thức. Mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Đó là một xuất thực. Chiều nay, cái buổi chiều thiết một số hành giả cái tích thu thế là một ngày năm đã qua đi, nhưng cái mới chiều nay chắc chắn là một số hành giả có thích gọi để đi lại trong chùa hay khó, và cũng tới mới chiều nay thì đi thức sơ các cách làm thì tốt hành giả có áo đi sĩ ở cái chùa, và tới mới chiều nay cũng là có một số hành giả có thích thú từ sáng nay mới vừa hạ một mớ rau hoa tất cả như vậy. Cho nên cái thái độ của chúng ta đối với sáu trần, thái độ của chúng ta đối với sáu trần rất quan trọng. Có quan trọng ở điểm đó là thế giới này nó chính là những gì chúng ta cảm nhận, the world of what we see, thế giới này chính là cái gì mà nhìn thấy, cái kiểu hành vi thấy, cái là thể trạng, cái não trạng, cái tâm trạng của anh, nó chính là cái nền tảng để mà tự đo anh đánh giá nhận thức thế giới, nghe rất là quan trọng. Và chính vì nhìn thấy cái chỗ này cho nên cái Phật thường dạy rằng thái độ khôn ngoan nhất, cần thiết nhất để nhận xét thế giới chính là chánh niệm.
Bởi vì chỉ có chánh niệm chúng ta mới còn có cái niềm thiên lệ về thế giới. Không có chánh niệm chúng ta sẽ chạy theo cái thích và đi trôn cái là ghen. Mà trôn là sân, mà theo là tham. Tham và sân ở đây được Đức Phật gọi trong kinh Tứ Niệm Xứ là tham ưu. Này các vị theo, các vị đi theo tinh thần thực chất chánh niệm. Xong qua các vị theo cái gì từ tham ưu ở đời. Tham hay là gì? Là cái lòng theo đuổi sao trần. Ưu thì yêu ưu là cái tâm trạng bất mãn sao trần nha. Cho nên khi xuất thần là một vấn đề rất là lớn, nó lớn đến mức là chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ nằm trong sự xuất mãn rồi. Và cái lời của thứ ba đó là tư tình. Cái kiến thức hiện thực này được biết đầu tiên là Sanjivana, cũng đồng nghĩa với Jivana. Chúng ta làm là sao? Người biết thì là Buddhist. Ở đây trong buổi giảng chiều nay thì Thượng 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 Sơn tôi cũng nghĩ được cái chữ dịch mới cho cái chuyện đó, đó là theo chủ ý hay là chủ đích. Có rất nhiều người Việt Nam bị lầm ra bị đào cứ dịch trên đất Nam là tư theo cái tàu. Thật ra chữ tư này hay quá hiểu, nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang chữ khác thì ta đang gần gũi với Việt Nam hơn. Trên đất Nam cũng nghĩa là chủ ý. Có người vào cái chuyện này để nghe pháp, đó là chủ ý. Có người vào cái chuyện này vì nghĩ rằng một lát ở đây sẽ có thời thiền tọa đại chúng, đó là chủ ý. Có người vào trong cái chuyện này không phải để học hỏi thiền mà để nghe pháp, là vì họ thấy trong tâm nên còn tôi vui lúc còn chen lên, đó cũng là chủ ý. Có người lên cái chuyện này vì không biết đi đâu trong buổi chiều mưa này, đó là một chủ ý nha. Và ở cái loại thực phẩm thứ ba còn phải giải ra toàn bộ thế giới này xong hoàn toàn bằng cái thực phẩm thứ ba, đó là chủ ý. Điều này không phải sai. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây nếu có ai từng học ăn thì đạt về người hàng duyên thể thì sẽ nhớ rằng Đức Phật từng dạy do vô minh trong vô đế không thấy được rằng mọi hiện hữu là khổ, đó là vô minh tâm trong khổ đế. Thứ hai, không hiểu rằng những gì ta thương thích trong đời nó đều nằm trong khổ, nên ta thích cái gì cũng là thích trong khổ. Khi ta thích trong khổ có nghĩa là ta đang đầu tư khổ hơn. Đây là sự thật thứ hai của khổ đế. Thứ ba, muốn thoát khổ thì chúng ta phải cần đến sự phát triển của cái niềm đam mê để chân thực diệt đế. Và con đường dẫn đến sự vận tốc của tập đế chính là tập đế đạo tức đạo đế. Chính vì vô minh trong bốn đế cho nên chúng sanh trong ba đời, trong ba đời đã rồi mới trốn khổ thì vui bằng cách tạo các nghiệp thiện an. Thì các nghiệp thiện an nói rốt ráo chính là tâm sở tư trong ca vị đạo. Các vị ngồi đây có mục đích nghe pháp, các vị ngồi đây có mục đích lát nữa ngồi thiền với đại chúng, các vị ngồi đây vì không biết đi đâu là học tập lại, thì mỗi một cái chủ ý đó được gọi là tư. Các vị tưới cây vì cũng có hoa đẹp cũng phật, đó là chủ ý. Các vị tưới cây với chủ ý có hoa đẹp để phòng, đó là chủ ý. Các vị tưới cây vì cái cây nó có hoa hơn và nên cái kinh hành nó sẽ đọc dễ chịu, đó là chủ ý. Các vị tưới cây vì đó là nó ra thơm, họ gọi là ăn mình rất là cần, đó cũng là chủ ý. Như vậy thì chỉ duyên cái động tác tưới cây thôi, mỗi người cũng chủ ý khác nhau. Và chính cái chủ ý nó đưa chúng ta về những phương trời tiên thiện nó ba trong lúc thì có nghe chuyện không? Sáng nay trong buổi giảng chủ tức tôi có nói chuyện này. Đời sống chúng ta mỗi ngày nó là những cái khoảnh khắc chúng ta hít vô thở ra, chính là những khoảnh khắc chúng ta bước đi ngồi xuống đứng lại và nằm, chính là những khoảnh khắc buồn vui thiện ác, chính là những khoảnh khắc mà chúng ta ăn uống nhai nuốt nấu cười. Có một vấn đề lớn ở đây, đó là người không có tu hành thì hít ra thở vào chỉ là cái thân thở vào,
Người không có tu tứ thiền sư ăn chỉ là ăn, uống chỉ là uống, không có một cái điều gì hết. Nó chỉ là một cái hoạt động rất bình thường và vô nghĩa, đẻ nhạt, vô vị thôi. Nhưng nếu chúng ta làm giả tứ thiền sư, chúng ta thở ra, thở vào chánh niệm, như vậy chỉ khi việc thở đó nó đã được thực hiện bằng một chủ ý đẹp, có phải không? Có nghĩa là nếu mà mình làm hành giả của tứ thiền sư thì mỗi hơi thở ra vào nó được chúng ta thực hiện bằng một chủ ý đẹp. Nếu chúng ta làm hành giả tứ thiền sư thì chúng ta ăn nước, chúng ta biết mình ăn nước, chúng ta nói biết mình nói, chúng ta ăn, chúng ta nhai, chúng ta uống, tất cả mọi cái đại quan nghi, tiểu quan nghi đều thực hiện bằng chánh niệm và trí tuệ. Thì mọi cái chuyện động lớn nhỏ đó nó đều thực hiện bằng những chủ ý mà nhắm đến giải thoát. Còn nếu như mà những cái hoạt động lớn nhỏ đó mà nó thiếu về tâm ra thiếu chủ ý đẹp thì nó chỉ là cái sinh hoạt của cái loài chúng sanh cõi chung thôi. Cho nên cái chủ ý đề rất là quan trọng, cái chuyện đặt ra rất là quan trọng. Cũng ăn uống nhai nuốt nói cười buồn vui, nhưng chúng ta thường xuyên sống trong cái tâm trạng nào thì chính cái tâm trạng đó sẽ đưa chúng ta đi về một phương trời tương. Đó là lý do vì đâu mà Đức Thế Tôn dạy rằng cái loại thực phẩm thứ ba rất là quan trọng, đó là tư niệm thực. Tư niệm là đây chính là chủ ý nha. Chúng ta nói thiền cái định của buồn vì chúng ta có nói thiền chứ phải nói rằng là tôi không tin tất cả hành giả ngồi ở đây đến đây tu học ở thiền viện này có cùng một chủ ý giống nhau. Ở đây tôi không nói nó tốt và xấu, tôi chỉ nói giống hay không thôi. Cho nên nếu vị nào có để tâm lắng nghe buổi giảng chiều nay của chúng tôi nên về mà hơi nghĩ lại một chút. Cái chủ ý của mình khi có học cái thiền viện là cái gì? Từng hơi thở của mình, từng miếng ăn của mình, từng giọt nước của mình sử dụng trong thiền viện này đã được chúng ta tập được nhằm đến cái chủ ý gì? Và cái chủ ý đó là cái con đường mai này chúng ta sẽ đi. Đó rất là quan trọng. Đừng có nghĩ rằng ở trong thiền viện là tu. Không biết các vị đã nghe chuyện không? Đừng nghĩ rằng đây cái năm tiền viện là học giả áo nào, đừng có tưởng rằng leo hay ngồi nó thu ba ba mà học sinh hết chưa chắc. Cho nên là khi chúng tôi đã làm cái chữ ý nó rất là quan trọng. Tại sao chúng tôi ngồi đây chúng tôi không nói cái gì và tại sao chúng tôi lại nói, đó là chủ ý của tôi. Tại sao chúng tôi lại chọn đề tài A không chọn đề tài B, đó là chủ ý. Và từng người ở đây ngồi chú lắng nghe chúng tôi nói, cái việc lắng nghe vào tâm trạng nào đó là chủ ý rất là quan trọng. Cũng là một công thức giống nhau, nhưng có người thì làm công thức đó với cái chủ ý là trở thành một vị chánh đạt chánh giác. Cũng công thức đó có người họ thực hiện với cái chủ ý là trở thành tập giác, thành tập một mình không độ ai hết trên con thầy dưới vực tròn. Cũng công đức đó có người nhắm đến quả vị thiên văn trên cảnh thầy dưới vực có thể có trò nha. Cũng với công đức đó có người thực hiện con quả nhân thiên. Cũng công đức đó có người thực hiện không với niềm tin mà chỉ mong cầu danh cầu lợi, tất cả đều được chú ý hết thì hết. Cho nên nếu dịp nay có người hỏi quý vị toàn bộ Phật pháp nhắc đến cái gì thì quý vị qua họ sẽ nói rằng toàn bộ đời của chúng tôi toàn bộ Phật pháp nhắc đến một việc đó là sống làm sao thích hợp để sống làm sao được sáu suất ngàn tốt hơn, sống được suất có chọn lựa chứ không phải có chọn lựa. Rồi chúng ta cũng có thể nói toàn bộ đời tu chỉ là cái giây phút mà chúng tôi lựa chọn những cái chủ ý. Cũng làm một công việc đó nhưng mọi người cũng hít thở, đi đứng nằm ngồi như với chủ ý gì? Các chị có nghe chuyện không? Tôi quý tôi nói là chậm. Bây giờ tôi già là 50 tuổi, hơi nghe, phổi nhỏ. Tôi không nói nha như ngày xưa.
cái của mình, cái lợi riêng của tôi chúng ta, nó còn đó nó chẳng còn trong tình cũ. Thế là chúng bắt đầu có lẽ là chiều mưa trong mà buồn xưa tất cứ chủ ý. Và cái đoạn thứ tư chúng ta đã bao lâu rồi? Một tiếng này trước 6 giờ nghỉ, 6 giờ nghỉ. Dạ con đi xin lỗi, con đi một số nghe. Và cái loại thực phẩm thứ tư là gì? Loại thực phẩm thứ tư là thức thần. Trước khi nói là loại thực phẩm thứ tư, tôi sẽ tạo một việc hơi sâu. Đó là mỗi thứ gì? Các vị có còn nhớ ba thứ của những ba thực phẩm thứ tư rồi nhé? Nãy giờ không? Tôi nghĩ một cái thực phẩm là đặc biệt vô cùng. Chẳng hạn như là bồ vô. Chẳng hạn như vô cùng chúng tôi. Các vị còn nhớ ba cái điều ba cái thực phẩm tôi vừa giải thích không? Cả một rừng người mà cái số là gặp để trên đầu tay trách gì mà bao la tuổi chẳng có biết bài. Ok, tôi là những quý vị, tôi đang nhắm đến những người nghe lại nha. Rồi thực phẩm thứ tư là gì? Khi mà chúng ta có chủ ý, khi mà chúng ta có chủ ý, chúng ta hít thở, chúng ta đi đứng, chúng ta nói cười, chúng ta nhai nuốt, chúng ta tắm rửa, chúng ta cầm lên để xuống, la la la, và một cái chủ ý nào đó thì theo anh thì nào, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cầm lên để xuống bằng cái chủ ý gì, tham sân hay là thiện, thiện hợp lý hay là thiện tùy trí, thiện hữu lậu hay là thiện vô lậu. Thiện hữu lậu tức là hướng đến quả nhân thiên, thiện vô lậu là hướng đến giải thoát nha. Thì chỉ cần chúng ta hít thở, nói cười, ăn uống, nhai nuốt, cầm lên tập xuống, dở ước đạo làm lành bằng chủ ý gì, dù nó chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ của cái chủ ý thôi nha. Thì ngay bản chất đó chúng ta là kết táo tạo ra một thứ mà trong các tình trạng của là tâm tám tuần. Nếu bà con ở đây chưa có quen cái chữ này thì tôi dùng một chữ khác dân gian hơn, nó tập đầu thai. Đây là cái kiểu nói dành cho người chưa có biết cái gì về ảnh đạo. Tôi nhắc lại mỗi cảnh này, mỗi cảnh mà chúng ta hít thở, nói, cười, làm việc, dời qua để xuống, dù bằng tâm thiện, ác, thiện có trí, thiện tri trí, thiện hữu lậu, thiện vô lậu, thì mỗi khoảnh khắc đó chúng ta đang kính đáo tạo ra một thức tâm của tâm tồn thái. Nếu tôi hít ra thở vào bằng tâm sơ thiện thì tôi đang kính đáo tạo ra tâm tồn thái về hội sơ thiện. Nếu mà tôi làm việc đó mà bằng cái tâm tham tâm sân thì lúc đó tôi đã kính đáo tạo ra cái tâm đầu thai đi xuống. Biết được thảo có gì chưa? Kệ rồi đâu mà gỡ như tâm tham chứ có duyên gì hay không? Rồi thì khi chúng ta làm một việc gì đó mà với cái chủ ý là bà hướng đến trí tuệ, hướng đến chánh niệm, hướng đến thiền định, dạ ước đạt với chánh niệm, chỉ với cái lòng cầu hoa, thì đó là chúng ta đã kích táo tạo ra một cái tâm quả đầu thai để đi về một lòng cao thâm nào đó nha. Cái mỗi tập lớn nhỏ đều là như vậy ha. Cho nên cái loại thực phẩm thứ tư này, nếu người không có ăn đà thì cô nên đọc chữ cao cầu giải thích thì e là phải nguy. Thức thật là gì? Thức thật chính là các tâm đầu thai. Hôm nay sở dĩ có người sinh ra trong đời này đẹp, xấu, thông minh, chậm chạp đều tùy thuộc vào cái việc họ đã đầu thai bằng tâm gì. Ai chúng ta thì làm thì biết. Nếu chúng ta làm việc phước và bằng cái tâm hờ hững thì mai này sinh ra cái mặt của mình ngắt, chẳng lẽ cũng thèm cười. Nếu làm phước bằng cái tâm vui vẻ, cậu bất thở sanh ra thì nó vui. Làm phước bằng cái tâm hợp trí
với một nhận thức đầy đủ nha, thì sinh ra có trí tuệ nhanh lẹ. Còn làm phước mà với cái tâm mà nó ù lì thì sinh ra cũng được làm người, cũng được giàu, cũng được đẹp mà nó chẳng lì. Người ta một năm ba lớp, một lớp ba hàng năm thì qua mọi đời sống của chúng ta nó được, tôi nhắc lại, đời sống của chúng ta nhìn sơ qua thì mình nghĩ là môi trường sinh trưởng, môi trường gia đình, xã hội, học đường, môi trường tiếp xúc là nhưng thật ra nó có một cái chuyện mà chúng ta không ngờ, nó tỉ mỉ cho nên trong kinh mới nói rằng chú giải mới nói là có ba thứ chướng, có ba thứ chướng trong cái đời sống của chúng sinh. Một là căm mà văn nát, là nghiệp chướng, tức là mình có trí tuệ mình đã tạo cần thiết, mình chỉ cần mình tạo và muốn tình đại đạo tùy theo và tạo và muốn mình trụ được tự nhiên theo là công tác thiền là đạo được, đó gọi là nghiệp chướng. Còn trường hợp thứ hai là phiền não chướng, có nghĩa là gọi là thứ hai là quả chướng, tức là chúng ta thái tục, chúng ta đầu thai bằng cái loại nào thì chính cái tâm đó nó đã là cái rào cản đầu tiên cho cái khả năng phát triển tâm linh của chúng ta. Ví dụ trong Nam Thị Đàm nói chỉ có người đầu thai bằng tâm đại quả tam nhân thì mới có khả năng có thể thiền, còn nếu như mình đầu thai bằng cái tâm nhị nhân là thiếu cái tí không có đại quả thiền, cũng có thể cử nhân bác sĩ nhưng mà không có thể chứng được pháp thiền nhân nha. Còn những cái loài mà gia cầm gia súc thì nó tái sinh bằng cái tâm quan sát họ xả và thiền, có nghĩa là nó chỉ có khả năng đối ăn khác uống mà thôi chứ nó không có suy nghĩ gì hơn nữa nha. Cho nên là tôi nhắc lại, đời sống của chúng ta nó gồm có hai phần. Một là chúng ta thường xuyên sống bằng cái chủ ý gì, chính cái chủ ý đó sẽ tạo ra cái đồng thai của chúng ta, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta đầu thai bằng cái nội tâm nào thì chính cái tâm đó nó cho phép chúng ta thực hiện những điều gì trong đời sống. Cho nên nó có ba phần chứ, một là nghiệp chướng, có nghĩa là một nghiệp gì đó nó quá lớn lao tồn tại, nó có thể cản trở cái trí tuệ chứng pháp thường nhân. Thứ hai là quả chướng, có nghĩa là do cái nghiệp xưa mà chúng ta đã đầu thai một tâm gì, hoặc là chính cái quả nó tạo ra chúng ta hôm nay bị cái gì đó. Ví dụ như có những người học hành nó tệ nhưng mà bị một cái bệnh kỳ cục, vì những bệnh kỳ cục không, ví dụ như suốt ngày cái máu đổ vỡ cứ lên hoài, hoặc là cứ ai đặt cái cần tim mà ăn uống như người ta mà cái cholesterol nó tăng như múa, ăn uống giống người ta mà đổ vỡ đường nó lên kề kỳ, thì cái đó do thông minh cách mấy nhưng mà do tiền nghiệp, do cái quả xấu nó khiến những người này không thể đi xa, không làm được. Trong trường hợp đó gọi là quả chưa. Và trường hợp thứ ba là khi đi xa vào nát, tức là gì mà chưa. Ai mà để cho mình sống nhiều một tâm tham, nhiều một tâm sống nhiều một tâm si, sống nhiều với cái hôn trầm thủy nhiên, sống nhiều một tâm ích kỷ, ghen ngu đố kỵ, làm thì cái người đó rất là khó thành tựu thành tựu nha. Trường hợp đó được gọi là phiền não chướng nha. Cho nên cái loại thứ phẩm thứ tư nó chính là thức thực, có nghĩa là cái tâm đầu thai bắt đầu sinh sống rất là quan trọng. Chúng ta tái sinh bằng tâm nào thì chính cái tâm đó cho phép chúng ta thành tựu hay không thành tựu cao pháp tự nhân. Mà tâm đầu thai đó từ đâu nó ra thì cũng nhớ không, từ sự chủ ý của đời trước, đời đó chúng ta hít thở bằng cái chủ ý gì, chúng ta ăn uống nhai nước uống bằng cái chủ ý gì, chúng ta đi đứng nằm ngồi bằng chủ ý gì, thì chủ ý đó nó tạo ra các tâm đồ. Cho nên chiều nay chỉ đạo chân về thiền viện chúng tôi cũng quan quan cho chuyện bị nói cái gì đi ngang nhà bếp cho nó không nghe nó được vì tôi thấy rõ ràng ở bên riêng chúng tôi mới nói thì cái hình ảnh thiền viện thuần sơ nó thực phẩm chúng tôi đi không có hàng giả hơn, chúng tôi không có hàng giả như chiều nay, với những gì chúng tôi nhận thấy thiền viện thuần sơ chúng tôi có thể đào tạo hơn, chỉ một điều là thiền học được nhiều với điều phù phù quá có cụ ba đêm cho nên cái
gì chúng ta nhìn thấy trong thị trường sơ là lúc nào là một cái nguồn dinh dưỡng có nhiều cái tập tên tập thương cái việc chúng ta có đọc thơ, chúng ta có thể ngồi thiền, chúng ta có thể đi đứng đạp với ai đó, chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ được tuyệt vời, được quen nào đó trong cái mức đầy thiền bị của sơ. Và tất cả những gì chúng ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta cảm nhận được ở đây nó là những thứ mà được gọi là thực phẩm. Có một điều, những thực phẩm đó nó hỗ trợ cho nuôi lớn cái ác pháp hay thiện pháp chúng ta thì còn là tùy, nó còn tùy. Ok, chúng tôi đã nói xong một giờ đồng hồ của thực phẩm, một cái nguồn dinh dưỡng và đó cũng chính là một pháp thoại, một món quà tinh thần đến toàn thể các vị đạo, các vị hành giả trong đạo tràng này. Cảm ơn, tôi cảm ơn các vị đã có lắng nghe, cảm ơn các vị hành giả đạo lắng nghe, chúc các vị ngày thật vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều hôm nay đã có bốn cái món thức ăn mà được tọa pháp sư đã tặng cho mọi người chúng ta. Đó là bốn thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày, toàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Và ngay khi chúng tôi nghe bài pháp này, có lúc mình quên, mỗi ngày mình có ăn mình quên rồi mình không ăn. Thức ăn mà cho nên là thật sự là một cái tiết tu to cảnh tỉnh cho mọi người chúng ta. Vì vậy thì ở đây không có ai nói ngày nào cũng ăn, ăn cái xúc thực, ăn cái toàn thực, ăn cái tư niệm thực, ăn cái thức thực. Và khi mình ăn cái thức ăn này thì nó lại quyết định cho cái xúc tương lai, cái ý mà tôi bảo pháp sư cũng gửi cho chúng ta. Tôi cũng nghe pháp này là mổ ra được một vài điều, cho nên pháp này tôi có thể dạng biết, nhưng mà rồi lại là thầy quên. Chúc mừng là quý vị là tất cả những người đây là toàn là những người bổ cho tôi. Thì ngày nào ta ăn cố ăn này mà mình biết, nhất là mấy cô tu nữ ở đây và một số sư đây cũng lên tập điều trị khó khăn than đói này kia, mỗi ngày mình ăn mỗi ngày cũng ăn này. Nên ở thời điểm sơ này không có tự đói, tại vì mình ăn mỗi ngày như là xúc thực, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, tiệt xúc, tâm xúc, ý xúc. Chúng tôi làm ra sư giác nguyên này cũng thường có cái gọi là xúc thực niệm. Nên thường đó là thậm chí là một tuần hơn tuần qua có phát hiện cho một vị tiên sư bên Bi Ma mà giảng đây mà chúng tôi cũng không có sắp xếp được thời gian để xuống đây. Mà hôm nay tôi xuống ngồi để ăn. Tại vì là có cái xúc thực từ mời xem chừng, đúng không? Và tôi cũng xin nói thêm cho quý vị là tôi làm MC dẫn chương trình cho một buổi lễ của Nguyễn Thị. Lúc đó cái người được tên mời là sư Nguyễn Nguyên đây, còn xây gì còn nhỏ, cái mắt bò này cũng cao, cái tóc như này chưa thì lên không được. Tôi phải bồng sư lên bỏ được thật tóc bò. Ký niệm của mọi người quên. Hôm nay tôi lại ngồi tôi nghe pháp sư này giảng. Mà sư này có giảng trên mạng rất nhiều, mà chúng tôi cũng không có thời giờ để sắp xếp nghe. Nhưng mà cái tiếng nghe thì nó cứ dồn dập đến với mình. Nên phải nghe. Có khi những cái gì mới thì nghe cái từ chuyên môn không có thân thiện được không? Đáng nghe, mà những người mà đã có một cái tương đối là có một cái kiến thức Phật học, có một cái ngôn ngữ Phật học thì quý vị nghe rồi thì xúc thực mỗi ngày, toàn thực mỗi ngày chúng ta được có ăn, rồi xúc thực mỗi ngày chúng ta được có xúc,
Nên xin quý vị đón nhận bài pháp này với cái sự hoan hỷ, có những điều mới trong đó để chúng ta có thể học, tu, áp dụng. À, theo chương trình thì cái buổi sinh hoạt đã diễn tiến khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà có thể vì cái sức khỏe sáng nay là sư giảng tùy lần chiều nay nữa là tối nay nữa, nên nếu mình ép dò ép mở cho ai mở ép giảng, nếu giảng tối nay nữa là cái dài tới 6 giờ thì sư sẽ mệt, và có hôm nay 7 giờ tại chùa Kim mà sợ giảng nó nổi, nhất là 3 đêm không ngủ, cái thời gian nó thay đổi chứ, thời giờ thay đổi. Bên Mỹ thì ban đêm thì ở đây ban ngày, Mỹ ban ngày đêm đêm thì cũng khó khăn cho giảng sư. Tuy nhiên là cũng có xin giảng sư trong 15 phút, tức là bây giờ 5:15 chúng ta sẽ có 15 phút để cho chị nào cũng hỏi gì thì giảng sư trả lời, càng hỏi cái gì đó. Tôi tin rằng với cái sự thông minh đặc biệt của và được tọa pháp sư thì sẽ giúp cho quý vị nhiều điều bổ ích. Xin mời quý vị thì nói thuyết cơ, sao mà nói lớn lên ở đây tiếp nhận và tọa pháp sư sẽ ra lời. Chúng ta chỉ có 15 phút để sinh hoạt về hỏi đáp, hỏi ngay đáp thẳng. Sau đó xin hồi hướng. Dạ, ngày thì không có học. Nghe theo nghe ngày nhắn tin đến trên con bay thì con rất là năn nỉ. Con chưa có nghe giảng hết, cũng chưa học trên hết, nhưng mà ở trong sách của nhà tu đi á thì mẹ có biết là có bốn cái hạng người mà có thể phát triển trong giáo pháp, thì cái hạng thứ ngoài con nhớ, mà còn cái hạng thứ tư thì con thấy có vẻ như là phù hợp với cái tâm tánh của con, đó là chỉ cần nghe giáo pháp cho tới khi trí tuệ được khai mở, thì con mong ngài có thể thích cho con về vấn đề này. Có nghĩa là những cái vị mà những các thượng nhân là có bố thí rồi dạy bậc thiên gia bậc thiên hoàng pháp và ở lên đường lên túi tiểu bậc tăng khổ đại đấu ý chỉ tập ăn cưa lâm 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 chúng ta quyết định từng bước bước cùng hết hẹn đây là ni dù còn hẹn thứ tư đấy là ba la ba mu, có nghĩa là cái hạt này dù cũng lọc ở tại đi nữa thì cũng chỉ là dừng ở từ dương thôi, và nhiều lần rất nhiều lần mình đã nói rồi, mình chưa uống cà phê thì dù có đọc một quyển sách ngàn trang về cà phê không cách nào mình tiếp được hương vị cà phê, không bằng không có gì tốt hơn là nhiều lần lấy một cà phê quá mình không biết cái hạt thứ vậy. Thứ tư này đó là cái khả năng của họ tối đa là chỉ biết được Phật pháp qua nghe và bằng mắt bằng tai, chứ không có khả năng thể nghiệm và sự biết, đó là một cái em tuy nhiên là một họ thể và chưa gì hết trong mà cái đã tu tập cái tâm tự tin nghe đó bởi vì một vị thiền sư biết thì nói thế này, đừng có vội cho rằng mình không đủ duyên mà mình cứ tận lực đi, đó phải đâu chúng ta chứ chưa gì hết tự do mình không khả năng thì cái điều đó nó không vội nó thương không phải như vậy, mà là vì con khi con bước vào giáo pháp thì cái mong mỏi của con là muốn hiểu là Đức Phật này dạy cái gì, và bởi vì con không biết được là khi con bắt đầu đọc kinh thì con đọc cái gì con cảm thấy là không hiểu rõ ràng, mà con không thấy lòng ước là có ai có nhận tin từ đặc Bali thì giúp cho mình, thì sau đó thì con được nghe mẹ giảng con bắt đầu kỹ rồi, bởi vì bản con khi mà con trong cái việc tìm tiền thì con cảm thấy cho tới giờ với cái của con thì con cảm thấy là cái việc đó nó có thể nói tới bây giờ thì nó không có giúp ích gì cho con cả,
Dạ, mà trong cái việc nghe giáo pháp, ví dụ như vừa 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 nghe cái bài phát thải thứ hai là nghe thầy trong ngày vừa giảng đến trong cái bài kinh tự tập thì con lại cảm thấy nó nhớ đến con rất là nhiều. Cái con và tại sự tin tại vì con chỉ muốn để xác nhận lại cái thông tin mà ngài vừa kiếm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi con có một cái câu hỏi là kêu cái thanh niên muốn về cái phòng Ấn Độ nói về cái xe tấm không của ngài Na Ra Thương An Long Thọ và nói về cái tư tưởng Phật giáo quy thủy, nói về vô ngã của bản thân chúng ta, thì hai cái đó nó có bà con gần gũi với nhau không, khác nhau hay là gần giống nhau? Cấp trên sư hỏi, nhưng mà chúng ta chỉ 15 phút tiếp được mà thì chủ cho hình chút gì được. Tám đêm luôn. À, thưa quý vị, nên hai chúng ta phải cùng nhau đồng ý đến này, tức là mình cũng nói thoại là chúng ta có cùng định nghĩa rất là thế là vô ngã là gì. Có người hỏi tôi vô ngã là gì, tôi nói như vô ngã có nghĩa là không có một chiếc xe trong tâm trí tồn. Các vị nghe gì? Bởi vì chiếc xe đó, được gọi là chiếc xe là người gắn bó cuộc đời ta mà thầy chứ còn không bao giờ có gì mà có một chiếc xe trong cái đó cuộc đời chuyện đó, bởi vì cái cuộc đời đó nó là những thứ thành tố nó một suy sinh mà nó tạo thành chiếc xe. Cho nên vô ngã là gì? Vô ngã là không có cái gì mà tự thân nó chỉ cần một là đủ, thì cái đó được gọi là vô ngã. Thì trở lại cái câu hỏi của thầy Hoàng, thật ra cái tư tưởng tất công của ngài Long Thọ đấy nó được phát triển từ hai cái bài kinh tại không phải biển không của Trung Bộ đã đặt rồi, mà một phần lớn đã đi cứ vào những cái bài về cái đi cứ vào cái giáo lý duyên khởi của Phật. Thì trong giáo lý duyên khởi của Phật chúng ta phải xác định rằng không hề có ai chịu khổ mà chỉ có khổ thôi, không có ai tạo ra khổ mà chỉ có nguyên nhân sinh khổ thôi, không có ai chịu khổ mà chỉ có cái sự chấp dứt khổ, không có ai hành thiền mà chỉ có cái sự hành thiền nha. Cho nên ở đây theo tinh thần của ngài Long Thọ thì ngài nói thuật từ tinh thần vô ngã của Phật pháp, đó là tôi nói rằng là từ xưa đến giờ chưa biết đạo thấy mình đẹp giàu giỏi mình bẩn, biết đạo rồi mình thấy những thứ đó là những thứ tào lao. Nên giờ tôi biết những cái gì khác, tôi giờ tôi trí tuệ nhiều, tôi giới hạnh nhiều, thiền định nhiều và hay hiểu lý vô ngã và tu đi. Với cái gì đó, tức là mình mua cái này tắt cái kia, tắt không ai đẹp bằng tôi, không ai giỏi bằng tôi. Còn bây giờ không ai hiểu giáo lý vô ngã và tu đi. Cái gì đó vốn dĩ không có cái gì làm tôi, thì làm gì có cái của tôi. Tôi nhớ trong một lớp học, ông pháp sư ông dạy cho một đạo đệ tử nói thế này, tôi đã nói cho các vị rồi, tâm thức của chúng sinh chỉ gồm một thứ thiện ác buồn vui, và cái gọi là vật chất chỉ gồm một thứ đất nước mưa gió. Vậy thì bằng vào những gì quý vị đã nghe tôi giảng, các vị tăng sinh tăng niệm Phật hãy tìm cách chứng minh cho tôi thấy rằng cái thế này không tồn tại. Thế mà mọi người trong đó đều ghi nhớ theo hành đạo theo tiến học này tiến học kia, ghi để tên học đi có một cái ông sư còn cuối cấp cứ ngắm lên cuối cùng không biết gì hết, cuối cùng cái đem lại cái học tập đạo cho thầy. Tại vì đọc thì đọc thầy phải tìm người là một người ông thầy sư này. Tại vì sao? Là vì các khi bị các chứng minh là cái ghế này được làm từ một hai hai này cũng thể trở về không mong khi ông sư nhận đây là thứ thầy muốn con chứng minh cái ghế nào hả?
Câu hỏi cuối cùng thôi là sao? Cảm ơn.